Gối rồi, gối rồi. Gối rồi. Hết cái đường lái rồi. Dữ rồi. Lo nhìn qua bên không lỗi. Lái không được. Ủa tới đây luôn kìa. Hai này tiếu dữ vậy. Đụng mẹ đi, bóp càng làm cái gì?
Vậy là mua rồi, giờ người ta lại người ta lấy về đó. Rồi, cắt đi cho cái que.